Vĩnh Long, bắt quả tang 11 người chen chúc đánh bạc trong khu mộ giữa đồng. Công an Vĩnh Long bắt quả tang 11 người, có cả nam và nữ, chen chúc trong khu mộ giữa đồng để đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài 52 lá ăn thua bằng tiền. Ngày 2 tháng 7, tin từ Công an huyện Tam Bình, Vĩnh Long cho biết đơn vị đang tiếp tục làm việc, xác minh, xử lý nhóm người tụ tập đánh bạc trong khu mộ. Khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 7, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp Công an huyện Tam Bình và Công an xã Tân Phú bất ngờ ập vào, bắt quả tang 11 người, 5 nam, 6 nữ, đang chen chúc sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài 52 lá ăn tiền trong khu mộ giữa đồng, thuộc ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 bộ bài tây, loại 52 lá, trong đó có 8 bộ bài chưa qua sử dụng, điện thoại di động, 3 xe máy và 24 triệu đồng. Hiện Công an xã Tân Phú, huyện Tam Bình đang làm việc với nhóm người tụ tập đánh bạc trong khu mộ và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.